Xin chào các bạn. Một người đàn ông 60 tuổi bị hoại tử ruột non vì thường xuyên ăn loại quả mà nhiều người Việt yêu thích. Đây là một cái loại quả khiến người đàn ông bị hoại tử phải cắt bỏ hơn một nửa ruột non. Đó là quả gì? Đó chính là quả ổi các bạn. Theo lời kể của một người đàn ông thì ông vốn rất thích vị giòn ngọt của ổi, lại nghe nói nó giàu vitamin C hơn cả cam, tốt cho hệ miễn dịch, nên hễ vào mùa hè là lại ăn rất là nhiều. Trước khi nhập viện 4 ngày thì ông bắt đầu chán ăn, lúc nào cũng ôm bụng. Người nhà khuyên đi thăm khám thì ông cho rằng mình chỉ bị khó tiêu vì ăn hơi nhiều ổi. 2 ngày sau đó, ông đau bụng của ông trở nên dữ dội, sốt cao và da tái xanh, nên gia đình đã đưa ông đến viện khám cấp cứu. Sau khi thăm khám thì bác sĩ cho biết ông bị tắc ruột, dính ruột nhưng không thăm khám kịp dẫn tới hoại tử ruột và thủng ruột. Ngay lập tức ông được phẫu thuật cắt bỏ hơn một nửa ruột non đã hoại tử và xử lý phần tắc dính do thực phẩm. Giải thích về điều này thì bác sĩ điều trị cho biết bản thân các loại trái cây nhiều hạt cứng hoặc nhiều nhựa khi ăn quá nhiều hay ăn lúc đói kết hợp với một số thực phẩm khác có thể sẽ gây ra chướng bụng, khó tiêu, thậm chí là tắc ruột nguy hiểm. Nhưng ở bệnh nhân này có 3 điểm quan trọng dẫn tới tình trạng nghiêm trọng như trên. Một là không chỉ ăn quá nhiều, ông còn thích ăn loại ổi cứng vì giòn và thường ăn cả phần ruột chứa nhiều hạt bên trong. Hai là ông đã có tuổi, hệ tiêu hóa đã kém đi. Thứ ba và cũng rất quan trọng là năm ngoái ông từng phẫu thuật đại tràng. Điều này khiến cho ông dễ bị tắc ruột non hơn khi ăn ổi. Ngoài ra, do người bệnh chủ quan so với những cái dấu hiệu đến bệnh viện muộn và tiền sử phẫu thuật tiêu hóa làm cho bệnh tình trở nên nhanh nặng dẫn tới hoại tử nguy hiểm đến tính mạng. Và đây là bốn nhóm người được khuyến cáo nha các bạn, được khuyến cáo là không nên ăn ổi. Thứ nhất là những người bị bệnh tiểu đường các bạn. Ổi có chỉ số đường huyết cao LDL tới 78, cho nên nếu nhiều người bị tiểu đường thường xuyên ăn ổi sẽ làm cho đường huyết tăng cao. Các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này là mù lòa, suy thận, hoại tử chi, thậm chí là tử vong. Chính vì thế những bệnh nhân tiểu đường nên hạn chế ăn ổi hoặc là uống nước ép ổi hàng ngày. Thứ hai là người mắc bệnh về dạ dày. Người mắc bệnh về dạ dày thì nên hạn chế ăn ổi. Nguyên nhân là bởi ổi là loại quả cứng, nếu nhai không kỹ sẽ bắt dạ dày phải hoạt động nhiều hơn và từ đó khiến cho các cơn đau dạ dày thêm trầm trọng hơn. Ngoài ra, những người bị đau dạ dày còn tuyệt đối không được ăn ổi hay uống nước ép ổi. Khi đói, lúc mình no thì mình sẽ uống được, nhưng mà trường hợp mà đang đói bụng thì không nên ăn ổi hết các bạn. Bởi vì trong loại quả ổi thì nó giàu axit, và nếu ăn ổi lúc bụng đói nó sẽ khiến cho tình trạng dạ dày đau nặng hơn. Và nên chúng ta nên ăn ổi trước bữa chính 1 đến 2 tiếng. Thứ ba là những người phụ nữ có thai và cho con bú thì sao? Nếu mà có dấu hiệu táo bón, chúng ta nên ngừng ăn ổi. Nguyên nhân là vì ổi chứa một hàm lượng lớn chất xơ, đặc biệt là ổi xanh, khi vào cơ thể sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa, mà thai nhi càng lớn sẽ chèn ép vào dạ dày và đường ruột. Cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường có thể khiến cho tình trạng đầy hơi, táo bón thêm nặng hơn. Do đó chúng ta cũng lưu ý nhé các bạn. Và thứ ba là người bị suy nhược, thì người bị suy nhược thường có hệ tiêu hóa kém, chính vì thế mà chúng ta ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu khiến cho dạ dày phải co bóp nhiều. Trường hợp nếu vẫn muốn ăn thì chúng ta cần sử dụng trái ổi dưới dạng nước ép hoặc là xay nhuyễn các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Các bạn thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh nhé.